Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị. Thì bữa nay hai vợ chồng nên đi vô đồng văn lưới của chú anh chị, nên đang hiện tại ở trong ngay chân cái cống cầu Trà Sư nè. Cái cống trục cầu Trà Sư thì nó nằm ở bên này nè, nằm ở ngoài này. Thì cái mương này thì mỗi năm lúc nên cũng có vô văn lưới mấy lần rồi, vô văn cá linh cái này kia rồi tùm lum chứ. Nè, đó cái kinh của cầu Trà Sư ha. Đây, ngay chân đó là cái cống Trà Sư, cống cầu Trà Sư, cái đập tràn của cầu Trà Sư. Nên văn này hai chồng mình sẽ vô đây văn lưới. Chỗ này thì nên vô đang văn lưới cũng được mấy lần rồi đó. Nè, nên văn ở dưới kinh này nè, kinh ruộng, xung quanh thấy núi non cảnh đẹp của chú anh chị, cảnh đẹp miền Tây cũng nên, miền Tây An Giang. Giờ nên sẽ lội xuống đây nên văn lưới, nước giờ đang lớn đang chảy vô nè. Rồi giờ để nên có đem lưới theo nè, để nên giờ đi xuống văn của chú anh chị đó. Xuống văn rồi dính được cái gì ủa đó hả? Sao đó? Cái đó ngay có đó, có cái bực mà. Xẹt qua bờ bển rồi xẹt lại hả? Bờ bển nó có cái cây ngay đầu đấm rau dừa anh. Ê một chút hái rau dừa. Con có bông lục bình không? Nước đang chảy vô mà, nước lớn rồi. Ở trong kìa, trong nước trong kia kìa. Trong có cái cây đó. Trồng rau dừa không, trồng rau nhút không, trồng rau muống gì. Ăn chứ gì? Trồng chi rau dừa. Căng văn theo lục bình đó cũng im mới trồng. Vậy mà anh văn sát mé đó anh văn im á. Rồi, để chút thăm lưới rồi quay cho cả nhà nha. Giờ nên cũng đã văn xong rồi cô chú anh chị. Giờ này cũng 10 giờ mấy. Nước đang lớn chảy vô ào 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 luôn. Nên văn tay lưới, văn qua văn lại cái nó chì nhẹ, cái nó phao chì với cô chú anh chị. Biết nãy nên văn đừng xui luôn mẹ rồi. Nên văn đừng xui luôn được rồi, khỏi văn qua văn lại. Văn đường xuôi cặp mé, nhiều khi nắng cái con cá nó rút vô mé, rút vô bờ dễ dính thêm hơn nữa. Văn qua văn lại bị phao chì nó nhẹ. Có tay bên này, bên đây thì nên văn xuôi, có này nước đứng thì văn qua văn lại được. Giờ do gạo chuẩn bị nấu cơm ăn của chú anh chị giờ này cũng hơi đói rồi đó. Xã nên đang cho gạo. Gạo này nở lắm nè. Nên có đem đồ theo nè, nấu gà nấu cơm ăn. Kiếm nãy anh thấy dính con cá linh đó, cá linh bằng kia luôn. Mùa tháng này là có cá linh nè. Tháng này là có cá linh này đó, cá linh bự bự không à. Cái lại quay cái từ tới tới nước quay mùng 5 tháng 5 là nước bắt đầu quay. Sớm mình quên ha, mình đem cái chài theo ha. Làm gì? Cây không mà phải sao chài? Chài cũng được. Mà này anh thấy cây không à?
chạy không kiếm dọn hết cây á, xuống dọn cây lên hết á, mới chạy được. Xích ra. Vậy cũng đá xích ra. Nó không có kề kìa. Sao nghi quá. Nó củi. Rồi đó. Đầu nhúng cô nhúng lửa lên. Củi ở đây thì bao chạy bao chụm. Ba nội ba cái cây dụng, cây bịch đạn, lá rồi nè. Rồi nhóc hết trơn là đủ dư sức nấu nồi cơm luôn. Từ từ thôi để cho cháy đi. Rồi được rồi. Rồi chụm lấy ba cây bự bự á. Nấu cơm trước đi cái đầu cái hồi nên hả thăm lứ ha cô chú anh chị. Để lên rồi. Cơm cũng cạn rồi, sâu rồi cô chú anh chị. Cơm cạn rồi, bắt đầu giờ đi thăm lứ thôi. Mưa làm găm rồi cô chú anh chị. Mưa tắm mát. Mưa mát. Mưa này chắc nên nghỉ mưa cũng không lớn đâu. Thầy chống chân, không thấy bên, chuyện. Bên cánh bên đây chuyển đang hui nè. Đây. Cánh ở ngoài châu đốc. Ngoài châu đốc chuyển. Giờ để lên đi xuống nên thăm lứ của chú anh chị. Hai chồng lên lội xuống thăm lứ của chú anh chị. Mưa rồi. Mưa lớn. Cá linh. Cá linh ghìa phải không? Linh ghìa hay linh tròn? Linh tròn. À, cá linh chập ba luôn của chú anh chị. Cá linh này mà nướng chấm me thì thôi thầy luôn. Rồi lâu nướng ăn mới ngon. Dính đường con cá linh thì cái lỗ lưới nó cũng cho bá hình. Lưới này nên nên dăng lưới 3 phân gửi ha. Này cá linh này lưới 4 phân cũng dính. Rồi cái tay lưới. Kìa. Anh ta đem cái kia không thay không chịu. Cái gì? Cái gì đó. Mới đây đóng gông đóng gương. Đóng gông hết chưa. Nước chảy gì đóng gông. Sâu dữ ta. Nước lớn à, nãy nước gồng cạn, giờ nước lớn sâu rồi. Sâu dữ. Đóng gồng chừng. Một con. Cái này cá linh ghìa nè. Linh ghìa hả? Còn con nãy. Con nãy linh tròn. Linh bự bự nhìn thấy ham ha. Linh đó mà kho ghiểu á. Khô ghiểu ăn cũng ngon lắm. Khô ghiểu ăn luôn xương luôn. Khô ghiểu lót mía. Nên dằn ngàn không dính gì chứ. Dằn ngàn thằng dính gồng không. Biết nãy nên dằn xuôi nước được. Dằn xuôi nước cũng có cửa. Kiếm cá thì. Nên có dằn tài lứ. Tài lứ 6 phần nữa kìa. Lưới dằn không hết. Ấy rồi nè, nó đóng gông không rồi cô chú anh chị. Chứ không dính cá. Để nó trôi á, nó trôi chì.
chì nó nhẹ quá, chì nó nhẹ quá cái nó trôi chì không à. Đây nên thấy dính cá bự nè, cá phi sao nó không dính tại lưới bự đó đó đó. Ê cái chừng, cái chừng nó quắn nụ nụ luôn rồi. Cá này nướng rồi chấm ớt thì thôi, không dính tại lưới bự mà dính tại lưới nhỏ, dính tại lưới ba màng. Mình nhăn tay lưới bự bên đó kìa, thằng kiếm cá bự á, tay lưới 6 phân. Bỏ vô thôi gửi. Biết khôn. Đó. Hên nó quắn nèo nèo luôn. Nợ này chắc gỡ cá này dính là... Cá này gỡ lâu rồi bộ ơi. Gỡ cá này là nguyên lỗ lưới bành kia luôn nè. Xé lưới luôn, gỡ. Dễ cách này là nó à, ê gần ra rồi đó. Cầm cầm tiếp đó. Cái gì đó? Cái linh. Cái gì hả? Cái linh giờ dính ít ha. Lúc trước mình dăng dính cái linh nhóc luôn. Cái hàm luôn ha. Ừ. Lúc trước nên đây dăng vô đây dăng. Dăng lưới dính cái linh. Cái chú. Ừ. Bao ngữ, lưới bao ngữ này mà dính cái chốt là cái con nào con lấy có cối không? Chứ không có nhỏ. Mùa này cái chốt ít nè, thấy cái linh nhiều. Tại nghe chăng cho cái kinh này nè, người ta xả cống á cô chú chị. Cái cống ta xả nước ra nước vô, nước ra nước vô. Cho nên cá nó dễ vô. Cá ngoài sông nó dễ vô. Từ từ vô mới nhiều, tại mới bắt đầu có cá linh nè. Nè, đèn con nè. Cái linh. Ủa không phải cái linh, cái này cái gì? Cái mà dinh hay gì á? Thấy không? Cái gì? Dinh con. Nó chiên á. Chuyển mịt mù tới nên luôn rồi. Hồi nãy chứ ngoài, ở đây trống chân và gió thổi vô. Mịt mù sân cỏ luôn. Ô, tay lưới thưa không dính ha. Hồi dính cái cha 4-5 kg gì. Đây hên hên nhiều khi cũng có gì. Cũng vô chứ. Lưới thưa không có rồi cô chú chị. Có. Sao? Rồi. Đâu? Rồi. Có đâu? Hồi nãy có. Bộ giật hả? Giật hay gì? Lưới gì? Nó làm như con. Sao không phải đâu mà. Có dính. Nó dính là... Dính là lưới dặn dùng mà đâu có... Đâu có thẳng đâu. Lưới thưa dặn dùng băng à. Đó con cái linh đó. Đó. Đã thấy đâu rồi đó. Đủ ăn rồi. Mưa tới rồi cô chú anh chị. Chuyển mịt mũi cho nè. Không dính gì trơn. Không dính luôn chú anh chị. Thì cuốn lên luôn, dăng kiếm đủ ăn rồi đó. Mưa. Mưa tới rồi. Đó, đó dính còn đó. Hai con đây, hai con này. Hai cái linh. Đằng này chết quết. Mưa tới. Đóng gông quá chừng luôn. Không dính cá mà toàn là dính gông không à. Ủa, đó con nữa kìa. Gọi vụt luôn hay gì vậy? Vụt luôn rồi. Ồ, cá chèn nè. Đừng con cá chèn bầu của chú anh chị. Nãy cái linh đằng này vụt rồi. Đằng này đừng con cá linh nữa. Đây. Con cá linh bự.
Rồi, hết đây. Giờ kho cá ăn cơm của chú anh chị. Để chút xíu cái nên lội xuống nên hái mớ lục bình nữa. Hai ba lục bình non á, cái lên chấm cái kho ăn. Này kho gì, kho tương hả? Kho tương hột hả? Nãy được cá nhiều không vậy? Được mớ. Được ít hả? Ít chưa quy nhiều của chú anh chị. Đợi ấy cái đó xong cái khát cá luôn. Cái linh mùa này ú à. Sao mình ngồi trên gió xả lên kho tương hộp của chú anh chị. Ta không mua tương kia nó ngon. Tương à? Tương truyền thống á. Tương này có chỗ bán nó vô quấy đó anh. Ừ. Vô keo cho lịch sử gỗ. Anh thấy trời chuyển mưa nên tưởng nó giảm đám mưa chứ hình. À, ông chồng chờ rồi. Nói chung là chỗ này anh từ lúc giờ là không có đám mưa nào lớn nha. Ông lầm gầm cái chút xíu hết vậy đó. Lầm gầm chút cái hết. Chứ mưa lớn thì không có. Cái linh kho tương hộp của chú chị. Cái xuống hái lục bình cái lên chấm là ăn khừ luôn. Cái này hơi trắng chắc như miếng nước màu á. Cái tương không chín rồi ta. Mới đây chín cá nè. Thấm đỏ đó chứ. Đẹp đó. Này thiếu gì đâu. Thiếu gì? Thiếu hành. Thiếu hành hả? À? Ừ, giữa đồng không có hành. Giữa đồng là đồng rồi gì có hành. Nhìn hấp dẫn của chú anh chị. Cái linh kho tương hột ha. Dẫn chưa? Cái đầu giờ nên sẽ xuống hái một mớ lục bình. Hái đọt lục bình non cái bắt đầu cái lên cái ăn cơm được rồi. Lục bình đây nhiễm nào mà không có bông. Phải có bông, hái bông mới chấm có kho ăn ngon. Giờ không có bông thì mình hái cái lõi non của nó của chú anh chị lên chấm. Cá đã kho xong của chú anh chị. Cá linh kho tương hột chấm với lục bình non ha. Đó. Lục bình thì hồi mình ăn cái mình ngắt cái lá ra. Cái cọng nó lấy cái cọng non á. Nên người ta không thước hết đó luôn. Không thước lá nó rớt cả trơn à. Anh ăn anh thước gì nè. Gì đó hả? Ừ. Để anh thấy nó rớt trơn. Tình ha. Rồi. Thì nên mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm với vợ chồng lên ha. Trời lại trời ơi chuyển mưa tiếp. Trời ơi chuyển mưa nữa. Cơm về chồng lên ha. Mời cả nhà ăn cơm, mời ăn cơm. Có người ăn cơm mà làm. Rồi chấm cái gì? Có mắm à? Chấm có kho. Có bông bông chấm có kho ngon. Những ngày qua nó đợt bông rồi. Ừ. Giờ như qua có đợt rồi. Đợt mới vừa qua Tết á, nó có bóp nhiều.
trước mình dặn đây cá dính nhiều lắm, giờ mình ít rồi, không nhiều. Nước nó nhóc cái rồi mà không? Nước lớn. Nước lớn chảy vô, nước rộng chảy ra. Muốn mắm ăn cũng ngon rồi. Quá ăn đầu à? Không có làm cháy ra. Nãy mình có ra đâu thì cũng không có làm cháy. Cơm tạng rồi đi. Nó ăn chậm ngon. Bữa ăn nhiều ha. Có làm cháy ngon. Nấu cơm củi cơm cháy ngon. Chắc mùa nước người ta mùa nước chắc người ta đặt anh tải trà này chắc nhiều lắm ta, cá nhiều lắm ha. Chỗ này thấy cá nhiều, cá nhiều. Mùa nước tắm cống mà hôm nay ăn ba vụ mà hai vụ, hai đồng này đồng chết, đồng này hai vụ đó giờ. Nói chua ăn cũng ngon. Nhưng mà há nó chua. Thấy à, mà không có ông đó đi bán được bình. Ăn súng. Rau dừa. Băm nhút. Rau muống. Được bình cái cọng non giống gì đó phải không? Xong chắc cũng bị cây bự hơn mà. Nó cây bự chắc là người ta về cũng lặt lại. Cắt một khúc thôi cũng hai tấc. Đó còn mắm chấm á. Còn mắm chấm bằng ngon. Mà cộng gì à? Cái linh này nóng mắm không được không? Còn mắm á? Còn mắm nó hơi chua. Không được. Nó lạ. 15 gram nữa à?
coi. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin chân thành cảm ơn đến ông bà cô chú anh chị em đã luôn ủng hộ vợ chồng nên vợ chồng nên cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Thì nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau ha. Rồi nên chúc cả nhà mình xem video vui vẻ, bye bye. Chào cả nhà.